thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của họ trước khi bước vào playoff, và do đó họ đang vô cùng nghiêm túc. Tới ván đấu thứ hai này có vẻ như Bill Six cũng chuẩn bị vô mốt nghiêm túc không, khi mà đầu ván một còn thấy cười, tới ván hai này là hết cười rồi nè, gương mặt đã bắt đầu căng dần từ từ người chơi đi rừng bên phía của KT roster rồi. Camera chắc bây ngay rồi lập có tâm tức sự. camera ngay lập tức lia tới ngài Mark ngay và để xem rằng là những cái tính toán của hai vị huấn luyện viên ở trong ván thứ hai là như thế nào. Ở ván đấu đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là hai đội cầm chọn tương đối là tốt rồi, không có gì cả. Quan trọng là bên phía của Gen.G họ đã xử lý kỹ năng, xử lý dẫn đi đường tốt mà thôi, sau đó họ dần có được những cái lợi thế và không để cho KT bật ngược trở lại. Còn với KT roster trước khi bước sang ván đấu thứ hai thì phải cần cầm chọn đã, họ không muốn để cho con Twitter Space này rơi vào tay của Kim nữa, thêm đó là Renata bị cầm đi. Aria đang liên tục bị loại khỏi tay của BDD, Genji đang rất cẩn trọng. Senna cũng là vị tướng đã gieo sầu cho họ ở trong cái trận đấu lượt đi, cho nên họ tiếp tục cấm. Kalista là lượt cấm được đưa ra từ bên phía KT roster sau khi mà Bay cùng với Lehen đã có một màn trình diễn Kalista rất là tốt. Vậy thì còn lượt cấm cuối cùng từ bên phía của Genji bên phía đội 2 sẽ là gì đây? Chúng ta cùng chờ đợi Varus. Như vậy là hai vị tướng đi đường rất mạnh ở khu vực đường dưới, hai xạ thủ đi đường rất mạnh ra đã bị cấm. Sân chơi dành cho Jerry, Sayarakan hay là những vị tướng xạ thủ khác không? Để xem nào. Xạ thủ thì ngày hôm nay là chúng ta không thấy Smolder rồi này. Ngày hôm nay là chúng ta chưa được thấy Smolder thì không biết liệu rằng là KT roster cũng như là Gen.G có muốn lấy về trong ngày hôm nay hay không. Azir cũng là một trong số những cái sự lựa chọn có thể đi bắt cặp với cả Smolder được, bởi vì là cái nguồn sát thương sẽ được tích lũy tới giai đoạn giữa của ván thi đấu. Đấy là nếu như KT roster xác định đánh chậm. Còn Genji họ sẽ đưa ra lời đáp trả như thế nào? Không có Talia, còn Orianna nhưng đang nhá vào Corki dành cho Chovy. Vô cùng nghiêm túc, rất chắc chắn đối phương lấy Azir thì như một cái máy, Chovy sẽ khóa vào Corki. Lựa chọn có thể coi là khắc chế. Bạn cùng nhau farm thì lát nữa tầm hoạt động của Corki sẽ xa hơn và lượng sát thương Corki có thể gây ra cũng sẽ nhiều hơn Azir với những tình huống cầu máu từ xa của mình. Và đây là một kèo đấu mà Chovy cũng đánh không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy thì đi rừng cho bên phía của Genji thì như thế nào? Họ vẫn chưa vội, họ cứ lấy trước Nautilus, một con tướng sẽ giúp cho Lehen có được khả năng mở. Nó cũng là một cái cách để cướp đi con Nautilus của Barrow. Barrow cũng đã đánh Nautilus rất là tốt ở trong cái trận lượt đi. Thì một công đôi chuyện. À đây, anh Long nhắc. Ván này Azir, Corki, Smolder. Anh Long đợi tí, tôi đi úp mì. Hẹn các bạn 15 phút rồi tôi quay lại bình luận. Không, thôi đừng úp mì anh, mình cắm được nồi cơm luôn á. Cắm được nồi cơm luôn á, nấu được một bữa luôn á chứ khỏi. Tôi nghĩ có là tầm này thì tôi nấu được cái gì hả, tôi gọi được cái gì về. Chứ cái đội hình này của hai bên thì trừ khi nào mà Genji lại cái kiểu là đánh từ từ nhưng mà lăn cầu tuyết nhanh. Chứ nó không thì nhẹ nhàng chúng ta cũng phải 31, 32 phút. Bây giờ thì gì đây ta? Ở trong ván đấu đầu tiên thì bên phía của KT họ cấm đi Nautilus. Ván đấu thứ hai này thì không cấm nên là Genji đã tự tin lấy về cho Lehen cái lượt power pick này. Và đây cũng sẽ là không biết liệu rằng là có phải power pick hay không. Nhưng mà Lee Sin dành cho Canyon, con Rell kia vẫn có thể đi được hai đường dành cho bên KT roster. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khả năng cao có thể nằm trong tay của Pilsic thì sẽ là một cái sự tự tin dành cho Genji ở ván 2 với lượt lựa chọn này. Tôi nghĩ con Rell này như đã nói thì nó không hợp với lối chơi của Pilsic. Rell này nó sẽ là hỗ trợ thì chắc chắn là bên phía của Genji vẫn phải tiếp tục cấm rừng. Họ lấy Lee Sin rồi, Canyon sẽ tự tay lấy đi con Lee Sin này, anh ta đánh Lee Sin thì cũng tính. Cấm Lee Sin giao, Viego sẽ không phải là vấn đề. Tôi nghĩ rằng họ sau cái ván đấu vừa rồi thì họ còn có cảm giác là họ không sợ con Viego. Thì không biết là họ sẽ cấm tiếp một con rừng nào khác đặc biệt hay không để có thể hạn chế tối đa được Pilsic không cần. Cấm Sante của Perfect. Họ cũng biết cái bộ tướng của Perfect, anh ta đánh tốt nhất là hai con tướng Udia với lại Sante ở mùa này. Họ đã không ngại Udia rồi thì họ cứ cấm đi Sante là xong. Perfect của một con á là Na. Na thì cũng nếu như được vận hành tốt luôn thì đi bắt cặp cùng với cả Rell và Azir cũng không hề tệ dành cho bên phía của KT roster nếu như họ muốn mở ra một đội hình giao tranh tổng. Cấm đi cho mình Rumble tới từ bên phía của KT roster để sẽ có thể liệu rằng có phải là lại là một sự lựa chọn Udia nữa dành cho bên phía KT roster hay không đây. Vẫn đang rất là kỹ, rất là cân nhắc tới từ ui
đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Jerry dành cho Pace. Cocky Jerry Smolder thôi. Mọi người kiếm cái gì dằn bụng đi. Đội hình này nhìn là sặc mùi 30 phút đấm nhau rồi, tầm chắc là hai đội farm tới chết, trừ khi nào bây giờ Bilic với lại Kenyon một người Lee Sin rồi, người kia phải có một con tướng nào mà nó cũng cực kỳ đột biến giai đoạn ban đầu không, để coi hai rừng có gánh được giai đoạn early game không, cho chúng ta có nhiều đột biến không. Na nữa là toàn là mấy con tướng mà đánh từ từ không à. Bilic Lee Sin đã có rồi, đánh Viego tiếp cũng được, kèo Viego Lee Sin cũng là kèo kinh điển, thì ít nhất là thêm một chút xíu đột biến. Nếu như mà thích đánh kỹ thì có Sejuan đánh cho đủ đừng, kỹ đừng luôn. Vi cũng Vi okay. Thì rồi okay, okay. Thôi thì Vi farm tới chết rồi, thôi sao xong 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 u mau cay okay. Như vậy là reo đi rừng rồi đúng không? Tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại cho con reo đi rừng ngon hơn, mau cay sẽ xuống hỗ trợ cho Smolder. Tốc độ dọn đường của tốc độ dọn lính của Rell cũng sẽ là nhanh rồi. Ok, đội hình hai xạ thủ, ba xạ thủ, ba xạ thủ đúng rồi, ba xạ thủ từ bên phía của NG Kin. Nếu mà chẳng may mà Pay mà còn chấn thương ấy thì cũng được nhỉ, cũng có người để thế chỗ rồi. Kin đánh con Tristana đường trên. Như vậy là anh ta đánh TF, đánh Tristana. Kin cũng thuộc là thể loại là hay vác xạ thủ lên top lắm nè. Anh này là rất là dễ bị mấy anh em đồng nghiệp khác là không ưa nha Kin. Làm người hạn chế nha. Còn Vayne nữa thì mang nốt Vayne lên top để cho nó đủ cặp, đủ bộ dành cho bên phía của Kin. Và rồi chúng ta sẽ có đội hình ba xạ thủ bên phía của Gen G. Nó chỉ thay đổi một chút so với cả cái ván thiếu thứ hai thôi. Là ván thiếu thứ hai thì Gen G có hai xạ thủ, là ván thiếu thứ nhất thì đúng hơn là Thiddlesfade cùng với cả Kalista. Nhưng lần này thì bên phía của huấn luyện viên Kim có những cái suy tính khác, vẫn lấy về một cái đội hình mà theo như tôi thấy rằng cũng một lần nữa là tương đối khó để có thể giao tranh. Nhưng mà để xem rằng là Gen G sẽ vận hành như thế nào, hay là đội hình truyền thống của KT Duster sẽ vươn lên chiến thắng. Chúng ta cùng chờ đợi xem là chúng ta bây giờ mini game, không biết anh Long dự đoán là chiến công đầu chúng ta là tầm phút thứ mấy. Vâng, cái đấy sẽ tương đối là hấp dẫn đúng không Luân, để tôi coi nào. Thử đi. Với suy nghĩ của tôi thì cái chiến công đầu lâu nhất đang là 16 phút 47 giây thì phải. Tôi sẽ cho nó vượt ngưỡng đi, 17 phút, từ 17 phút đổ lên. Vượt ngưỡng luôn, phá kỷ lục luôn. Tôi nghĩ chắc cũng tầm đó, tôi sẽ tìm con số tầm số chẳng chẳng đẹp đẹp tầm 15 phút. 15 phút là sẽ có chiến công đầu ở trong ván đấu này. Ui rồi, không phút thứ nhất. vẫn còn bóng. anh ơi là anh ấy da, mất cái tốc biến. Rồi. Mất tốc biến khu vực đường dưới. Thực ra thì ở đường dưới Jerry nó cũng chỉ là con tướng farm thôi. Hy vọng là mọi thứ nó không trôi tuột khỏi tay của Dev quá nhanh. Điểm chiến công đầu nằm trên tay của Pace. Không phải là một cái điểm gì đó quá tệ, bởi vì thật ra là với chỉ một mạng thì cũng chưa thể nào khiến cho con Jerry này nó mạnh điên mạnh khùng lên được. Thì Dev vẫn có thể thoải mái farm ở khu vực nửa dưới thôi. Nhưng mà đề phòng cái trường hợp là cái áp lực tới từ một cái ngưỡng trang bị chênh lệch nhỏ của Pace mà sẽ khiến cho Lehen lúc nào cũng sẽ đứng cao và cố gắng móc vào người của Dev. Và để anh Long còn đâu à? Còn vâng, NCK đổi mạng, các bạn khán giả, mong bạn khán giả thông cảm, bên NCK đổi đường truyền mạng để cho nó đỡ lắc. Thì chúng ta chuyển qua một cái đường khác. Thì mọi thứ vẫn như vậy thôi. Kenyon khởi đầu khu vực cánh trên. 1-0 dành cho Genji. Và Dev không còn tốc biến nữa, với con Smolder này cũng chỉ có ông trụ và farm.
ngày hôm nay thì cũng sẽ lại một lần nữa mà chúng ta sẽ có một cái màn debut. Màn debut với Tristana đường trên dành cho Kin và BD. BD một hit, ui BD tốc biến. Rất nhạy cảm trong cái pha vừa rồi. Và một thông số nhỏ nhỏ về con Tristana này, 953 ngày so với lần gần nhất cũng mà con Kim. Tristana đường trên được xuất hiện cũng là nằm trong tay của Kin. Và người mà cũng anh ấy giành chiến thắng là Kana. Cũng là kèo Tristana và Na, như vậy là đầu kèo Kin rất là quen tay. Mỗi khi mà có cơ hội thì Kin sẽ đánh cái kèo Tristana đối đầu với lại Na cánh trên để có thể có được ưu thế trong khoảng thời gian đi đường. Và đúng là ta đã có ưu thế khi đi đường thật với chỉ số lính chênh lệch và đã áp lực được vào cái trụ đầu tiên của Perfect ở khung cánh trên. Bài thuốc thử này cũng đang bắt đầu khó hơn. Perfect đã vượt qua nó một cách xuất sắc ở trận lượt đi, nhưng mà lượt về này thì thầy Kin đã tăng độ khó của bài kiểm tra lên. Và ván đấu đầu tiên thì Perfect đã không thể nào giải được cái bài toán TF. Mà cầm Udia thì bạn không thể nào giải quyết được bài toán TF đi đường trên. Bạn không có cách. Bạn bước lên thì đơn giản là đối phương cứ làm choáng thả diều thì con Udia cũng không làm gì được. Với cái kèo đối đầu này thì cũng sẽ tương tự là như vậy. Mặc dù là Na của Perfect có sải tay dài, nhưng mà riêng xét về khả năng trao đổi thì thậm chí rằng Tristana còn không ngán LeBlanc cơ mà. Nói gì tới Na mà sẽ cần phải xử lý rất là tốt tới từ Perfect để không gặp quá nhiều cái bất lợi. Vẫn sẽ có những cú nhảy để Perfect có thể rút về được trong những pha nguy hiểm. Tốc biến vẫn còn đó, nhưng mà phải vừa biến trở về nhà và đóng cho mình một cái giáp vải để có thể có thêm được cái sức chống chịu trước con Tristana này của Kim rồi. Buộc phải như thế thôi, không có sự lựa chọn nào cả. Hay là chúng ta bây giờ bỏ qua cái mạng của Dev đi, coi như là chưa có mạng. Nằm lại cái mini game của anh Long. Và đó chỉ là tai nạn thôi. Nhưng mà không, Kim và Perfect quyết định không phàm hòa. Perfect lao thẳng lên, đánh thường liên tục, làm sao Kim né được. Tốc biến lao vào một số hạng cơ. Anh Quân ơi là anh Quân. Nói nhiều hơn về việc này để thêm nhiều mạng nữa. Chu Vi cũng lao vào luôn, hai đội bắt đầu gấp rồi. Chu Vi lao tới, bắn liên tục, nhiều bị đi vẫn sống được. Hai người chơi đường giữa đều không có tốc biến trong cái pha vừa rồi. Và để xem nào. Đây là con Lee Sin của Kennen đang xuất hiện ở khu vực nửa trên của bản đồ. Một cái thông số đang rất là ủng hộ Genji rằng là Kennen đang có thành tích cầm Lee Sin là 4 thắng và 0 bại. Đó sẽ là một cái điểm ở bên phía của Genji họ có thể tự tin là lý do vì sao mà Kennen lại lựa chọn được cái vị tướng này. Đang là những cái nhịp di chuyển tương đối là chăm chỉ từ Kennen đang có cho mình chỉ số quái vật rừng nhỉnh hơn so với cả Pilsic. Nhưng Pilsic đang ở đây. Sâu đầu tiên đã có dành cho Genji, kịch bản ở ván 1 cũng đang được diễn ra giống như cách mà bên phía của Genji đang vận hành ở ván 2 này. Nhưng lần này sẽ không phải là một sâu đổi lại dành cho Pilsic nữa, bởi vì là Perfect vừa mới phải bấm biến trở về nhà. Đúng vậy. Pha đó thì với việc BDD đang không nhiều máu và năng lượng khu vực đường giữa thì cũng không có tiền đề để cho Pilsic có thể cạnh tranh những con sâu. Cho nên là Kennen sẽ thoải mái giải quyết luôn cả ba con sâu. Chúng ta cùng xem lại pha solo kill ở khu vực cánh trên, khi mà Perfect đã chọn thời điểm và cái điểm nổ của mình khá là tốt để có thể lao lên BK với lại Kin. Quyết định của anh ta là chính xác, tính toán sát thương cũng cực kỳ chuẩn chỉ với chỉ một pha tốc biến đánh thường dứt điểm. Ôi. Và có thêm Pilsic lên trong lần này. Kin không còn tốc biến, dậm nhảy tên lửa của anh ta cũng đã chưa hồi lại và sẽ là mạng hạ ngục thứ hai dành cho Perfect. Có tính thời gian cái mạng thứ tư không anh? Ba mạng rồi. đi vẫn có thể thoát về phía sau. KT vươn lên nhận trước 2-1, thú vị rồi nha. Với tất cả những cái lợi thế đã có trong khoảng thời gian vừa qua của Kin thì anh ta đã bị vượt qua, hay nói chính xác hơn lúc này Perfect mới là người mạnh hơn. Hai điểm hạ gục chắc chắn là hơn so với số lượng 11, 12 chỉ số lính ở khu vực đường trên. Và trong những cái kèo xạ thủ đi đường trên mà nếu như bạn đã bắt đầu nằm xuống rồi, bạn sẽ bị khai thác liên tục. Và khả năng mà Kin bị phế ở giai đoạn sau của ván đấu ra đang là rất lớn. Đây là một cái cơ hội rất tốt dành cho bên phía của KT để có thể có được lợi thế trong cái ván đấu thứ hai này. Chỉ có điểm cộng dành cho Kin là anh ta đang farm hơn so với cả Perfect thôi. Nhưng mà với hai cái điểm hạ gục vừa rồi thì cái lượng kinh tế của người chơi đường trên bên phía KT Roster cũng sẽ không cần phải lo lắng nữa, sẽ được đảm bảo rất là an toàn thôi. Và đã có giày thép gai cộng với cả một cục hồng ngọc ở trên người của Perfect rồi. Khả năng để chống chịu là tốt, khả năng trao đổi chúng ta cũng vừa được chiêm ngưỡng rồi. Bây giờ thì cánh trên đã nằm trong tầm kiểm soát của bên phía KT Roster. Quan trọng rằng là cái lượng tài nguyên mà dồn quá nhiều vào Na thì cũng không phải là cái điều tuyệt vời lắm. Nhưng mà cái mấu chốt ở bên phía KT họ đang muốn phế Kin trước đã, sau đó thì sẽ chờ Perfect có những cái màn tỏa sáng ở giai đoạn giữa trận đấu khi mà giao tranh lớn nổ ra. Họ cần phải hạn chế sức mạnh của con Tristana cánh trên, chứ để giống như ở trong ván đấu thứ nhất thì con TF của anh ta nhiều đồ quá. Và tới giai đoạn giữa của ván đấu thì mặc dù đội hình khó giao tranh, nhưng bởi vì TF nhiều đồ thì Genji vẫn có thể triển khai được. Vừa rồi thì Pilsic đã đứng ở bụi cỏ phía sau lưng của Chovy ở khu vực bãi chim, nhưng mà anh ta cũng không thể nào lên được cấp độ 6.
để có thể tấn công được. Bây giờ mới lên cấp 6 thì cơ hội đã trôi qua. Một con mắt đã được cắm vào cái bụi cỏ đó. Còn Lehen có mặt nhưng mà cú móc mỏ neo của anh ta đã bị Billy né khá là dễ dàng. Cái áp lực vào khu vực đứng giữa sẽ là tương đối là cần thiết ở thời điểm hiện tại, khi mà bây giờ Gen.G họ không có được cái nguồn sức mạnh cần thiết tới từ Kin nữa rồi, thì sẽ cần phải phụ thuộc thêm vào vị trí của Chovy cũng như là Baze. Baze thì đang tương đối thoải mái bởi vì anh ta đi cùng với cả Smolder mà anh ta sẽ cứ farm. Anh ta cũng đã có được một điểm hạng mục trước so với cả người chơi xạ thủ bên phía KT Roster rồi. Chúng ta xem lại lần này. Hóa ra là thợ nhưng mà lại gặp thầy, và rồi nhảy lên tiếp, nhưng mà lần này có Canyon ở phía sau kia. Pilsic đang có mặt ở đây, Canyon cũng đang sẵn sàng bảo kê cho người chơi xạ thủ đường trên của mình. Bắt đầu sát thương để nhồi vào, Pilsic lao tới bắt đầu đấm hai người ra. Canyon đang mất rất là nhiều máu, buộc phải hộ thể bỏ chạy. Kin có gì không đây, đẩy Perfect ra bằng chiêu cuối, nhưng Kin không còn dậm nhảy, và đây là BD có mặt với điểm chiến công, sẽ được nhường 3-1 cho tàu lượn. Rõ ràng là KT đã có những biến chuyển và sự khác biệt tiếp tục là sự có mặt chính xác của Biosic ở những thời khắc then chốt. Perfect đã làm tốt ở trong pha solo kill đầu tiên, nhưng sau đó là hai lần liên tục Biosic có mặt và nó khiến cho Kin bất ngờ. Kin liên tục có những tình huống nhảy lên mà không thực sự chắc chắn rằng Biosic có mặt ở đó hay không. Và tới lần thứ hai thì anh ta tiếp tục bị khai thác, mặc dù lần này đã có Canyon, nhưng bởi vì con Na này nó khỏe quá, dày thép gai, kết hợp với việc anh ta đã có búa gỗ trước đó, thì những đòn đánh của anh ta chất lượng và lượng sát thương đến từ Canyon và Kin chẳng đáng bao là bao cả. 3-1 cho KT. Và rõ ràng là ở trong ngày thi đấu hôm nay không dễ dàng để cho Gen.G có thể bóp nghẹt KT đến như vậy. Tàu lượng lại xuất phát rồi. Gen.G đã làm tốt ở trong ván thi đấu đầu tiên, nhưng mà rõ ràng khi mà Pilsic được để hở ra thì ngay lập tức là những lợi thế dành cho bên phía KT Roster. Họ đang có một cánh trên rất là khỏe. Đây là con Na cũng sẽ có thể gây được sát thương bổ trợ cho cái tốc độ tăng tiến sức mạnh chậm của Def cũng như là BD. Chưa kể đến những cái tình huống mở chiêu cuối tới từ Perfect cũng sẽ rất cần phải được chú ý tới từ Gen.G nếu như họ muốn giao tranh thắng nữa. Họ lại một lần nữa đặt cái bài toán mở giao tranh vào tay của Lehen, người đã làm tốt ở trong ván đầu tiên, nhưng mà đó là khi đi cặp với cả Perfect nhảy lên. Và Perfect rất tự tin, Kin nửa cây và KT Roster rằng rõ ràng là họ không hề ngán con Tristana này nữa rồi. Cái sai của Kin em biết là gì bên lòng? Chọn sai trang phục á. Bên này có cái bụi cây biết nói mà Kin sử dụng cái trang phục Commando. Thế là vào ngay đúng thế luôn. Cứ nhảy lên cái lần phát hiện ra nguyên bụi cây biết nói. 3 lần liên tục và đã nằm xuống 3 lần rồi. 3-1 cho bên phía của KT. Và tiếp theo là những con sâu hư không. Đây, Kin bắt đầu gọi hội lên thử coi có thể khai thác được Perfect hay không. Lehen dùng máy quét không bị phát hiện ra, đang có những cú nhảy liên tục. Perfect hình như là không biết. Biết không? Vẫn không tấn công được. Không tấn công được rồi. Đó là một cái pha mà đổi đường thôi. Đổi đường tới từ bên phía của Gen.G. Ở đường trên thì họ vẫn là xạ thủ mà. Họ đẩy người chơi hỗ trợ của mình lên thì vẫn là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ. Nhưng mà rồi Pilsic, Pilsic không gặp nguy hiểm đâu, bởi vì không có ai đứng cạnh Lehen cả. Lehen đang muốn dí tới để đẩy Pilsic về thôi. Chovy cũng đã có mặt, Chovy tới muộn. Vậy nên là sẽ đơn giản là một pha cướp bãi chim thành công, sau đó lui về tới từ Pilsic. Và vẫn đang là một cái lượng chỉ số quái vật rừng tương đối là ổn tới từ Pilsic, bởi vì anh ta gank rất là nhiều, nhưng anh ta đi gank rất là nhiều mà anh ta vẫn đang farm không bị thua quá sâu so với cả các nhân bên phía bên kia, lại có cho mình được hai điểm hỗ trợ dành cho Perfect nữa. Đầu thì thôi luôn, lượng sát thương đến từ bên phía của Genji bắn vào người Perfect gần như là không có tác dụng gì cả với lượng trang bị mà anh ta đang có sau cái mạng hạ gục chiến công đầu, xin lỗi anh, cái điểm hạ gục solo kill đầu tiên đó. Và cái ngòi nổ ở khu vực cánh trên của bên phía Genji, con Tristana này bây giờ nó trở thành một cái hố đen. Tức là nếu như mà Canyon không lên hỗ trợ liên tục thì Kin sẽ không thể nào gượng lại được. Nhưng mà Canyon lên hỗ trợ trong trường hợp đánh 2-2 thì ta cũng thua. Tôi nghĩ là bây giờ nên chọn một giải pháp khác, là Canyon nên bỏ cánh trên đi và tìm cách gỡ gạt lại ở những điểm khác. Thì ở khu vực đường giữa đây vẫn còn có một con Cocky cầm gói hàng nhìn khá là lực. Đánh xoay quanh đường giữa có lẽ là một cái lựa chọn tốt hơn với 117 chỉ số lính mà bên phía của Chovy đang có. Kin lại sắp sửa bị bế đi rồi. Với chiêu cuối có trên người của Pilsic, Lehen đang buộc phải có mặt để có thể hỗ trợ cho người chơi xạ thủ đường trên của mình. Ngay lập tức là Pilsic di chuyển ra để khép góc. Kin vẫn sẽ gặp khó trong pha này. Perfect chuẩn bị con Na khổng lồ, Kin phải lui về rất là sâu và sẽ tiếp tục là những lớp giáp trụ dành cho người chơi đường trên của KT Roster. Và Canyon rất chính xác, ngay lập tức phải xuống đường dưới với một cú đá về đẹp tới từ Canyon. Barrow đang bị tấn công, gọi mẹ tới từ Dep, nhưng Dep gặp nguy hiểm. Canyon đợi thời cơ lao vào và đó là một mạng dành cho Canyon cộng với một mạng dành cho Paige. Canyon đã đáp lời của anh Luân rồi. Đó chính xác là điều Canyon nên làm.
đừng cố gắng cứu một đường đang thua. Tại vì thường nếu như bạn cứu một đường đang thua, tỷ lệ mà đường đó thua nặng hơn và bạn cũng sẽ phải nằm xuống nó rất cao. Khi Canyon đổi cánh thì câu chuyện nó đã khác hẳn. Và chúng ta còn phải tính đến chuyện là Canyon đã xử lý kỹ năng cực kỳ tốt trong pha vừa rồi, liên tục là những tình huống sóng âm chuẩn xác. Sau đó anh ta đã tiếp cận được đối phương, anh ta chờ đối phương tốc biến né thì anh ta tung ra một tình huống địa chấn, dư chấn tốc biến cực kỳ chuẩn xác. Và điểm hạ gục nó được chia rất là đẹp khi Canyon có một mạng và Bay có một mạng. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý kỹ năng không một vết xước đến từ Canyon trong pha này. Không có sai sót bất cứ một kỹ năng nào cả. Và chờ thời cơ đợi lính vào trước sau đó mới lao vào. Cực kỳ hay tới từ Canyon. Và sẽ lại có thêm cả những lớp giáp trụ dành cho con Jerry của Bay nữa. À, sẽ là một người chơi xạ thủ tương đối là giàu tài nguyên đến từ bên phía của Genji để có thể cố gắng bù đắp lại những gì mà Kim đang còn bị thiếu ở khu vực ở trên của bản đồ. Dù sao thì Kim bây giờ anh đã có cho mình được món trang bị đầu tiên rồi, sẽ có được cái khả năng trao đổi sẽ nhỉnh hơn một chút so với những cái áp lực mà anh ta đang gặp phải. Nhưng mà với món đồ này tôi nghĩ rằng là cũng chỉ đơn giản là để cố gắng dọn lính nhanh hơn thôi, chứ khi bây giờ mà Perfect phát cây tam hợp kia ra thì Tristana của Kim không có cự nổi. Và đội hình của Genji thật ra đội hình vẫn là đội hình khó giao tranh nha. Ở trong ván đấu đầu tiên với TF đường trên thì ván đấu này họ có 3 xạ thủ, thì họ sẽ lê hen móc, chưa chắc là họ đã có thể dứt điểm nhanh cái mục tiêu đó ngay lập tức. Tại vì xạ thủ không phải là những vị tướng mạnh về khả năng dùng sát thương, mà khi đội hình 3 xạ thủ như thế này thì số người có thể lao vào chịu sát thương là rất ít. Còn đội hình của KT thì rất dễ chơi, họ có rất nhiều người có thể mở được để làm nền cho hai carry là Dev và BDD. Thì nó vẫn sẽ yêu cầu ván đấu này, mặc dù là ván đấu đã được kéo về phía Genji một tí sau hai mạng hạ gục vừa rồi, nhưng họ vẫn phải đánh rất cẩn thận. Pha dịch chuyển từ nhà ra của Chovy, F vẫn đứng cố gắng ở lại giữ trụ nhưng không được. Đã có trụ đầu tiên dành cho Genji, giúp cho họ tạo được khoảng cách về tiền. Canyon đi trên mắt, cho nên KT sẽ không bất ngờ với pha đứng rừng này của Lee Sin. Họ sẽ đổi lại là con sứ giả cánh trên. Quyết định của Genji là tương đối chính xác rồi, họ sẽ buộc phải nuôi Chovy cùng với cả Bay thôi. Và đó là một cái pha chia tiền thưởng, chia tiền từ cái trụ một khu vực đường dưới tới từ bên phía của Genji rất là chính xác dành cho hai người chơi carry của mình. Trong cái khoảng thời gian trống đó thì cái phản ứng của Biosix sẽ là ăn cho mình con sứ giả đầu tiên, và đây cũng sẽ là cái cơ hội để cho bên phía của KT Roster họ bắt đầu áp lực vào công trình. Và chắc chắn có thể sẽ là không cần vào công trình đường trên đâu, bởi vì đường trên trụ sắp bể rồi. Và Le Hen tốc biến bỏ chạy sẽ buộc phải che cho Pay trong pha này. Nhưng mà đây là 4 đánh với cả 2. Le Hen đang bị mất rất là nhiều máu và sứ giả được thả ra để tăng trụ để lao vào giao tranh. Bay đang phải tìm Perfect, Bay sẽ bị tấn công trong pha này. Bay nhảy qua kia bờ tường không nổi rồi và Bay sẽ nằm lại, mạng được nhường dành cho Perfect thêm một lần nữa. Le Hen sẽ đi theo và lần này người ăn là Biosix. BD lái con thuyền này vào cái trụ hai đường trên. Đẩy luôn, tôi nghĩ hai bên đều cần phải đẩy luôn ở trong pha này. Tại vì đội hình của KT thì đã tràn hết lên cánh trên, còn đội hình của Genji đang ở có cái lợi thế ở cánh dưới. Thì bạn mất mạng ở khu vực cánh trên thì phải bù lại bằng việc đẩy vào trụ và lính ở khu vực cánh dưới. Genji cũng phản ứng rất nhanh, nhưng vừa rồi vẫn là một pha thi đấu rất lời dành cho bên phía KT Roster. Họ đã có lợi thế về người, họ lấy được cả mạng lẫn trụ kết hợp với sứ giả để có thể bào máu làm mềm cái trụ 2 ở khu vực cánh trên của Genji. Thì pha trao đổi tôi nghĩ là không tệ dành cho bên phía của KT Roster. Chỉ hơi tiếc một cái là cái số mạng đang rơi vào tay của Perfect hơi nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu như trong tình huống vừa rồi đẩy được mạng cho BDD thì nó sẽ tốt hơn một tí. Nhưng mà trong những tình huống như thế này thì cần phải giải quyết nhanh, cho nên cũng không có thời gian để họ có thể nhường mạng. Một mạng dành cho Perfect và một mạng dành cho Biosix nữa. Vậy nên là BDD không có sự hưởng quá nhiều trong pha vừa rồi. Thậm chí rằng Biosix, xin bạn, đó là BDD chủ động bấm luôn lên xe đi luôn mà. lên xe là phóng thôi, không cần phải ở lại ăn mạng làm gì cả, nên là tôi cũng muốn nhường cũng không nhường nổi. Con Na này đang khỏe nha, con Na này với 3 điểm hạ gục, 2 điểm hỗ trợ thì cũng đang khá là khỏe. Nhưng phía bên kia thì với cái khả năng đi đường tốt, các bạn nhìn chỉ số lính của bên phía Genji với 182 của Chovy, 174 của Bay đều hơn so với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là BDD với lại Dev. Cho nên là tổng tiền thì họ cũng không thua là bao cả. Chưa kể, hay nói chính xác hơn là họ đang hơn, tại vì họ cũng ăn được nhiều trụ hơn, trụ đầu tiên của họ của ván đấu này thì họ cũng lấy. Thì mọi thứ vẫn đang ở vào một cái tình huống khá là cân bằng. Tôi chỉ đang tiếp tục đặt ra câu hỏi là liệu Genji có thể triển khai một cái đội hình khó giao tranh với 3 xạ thủ như thế nào trước một đội hình truyền thống hơn, căn bản hơn đến từ bên phía KT hay không mà thôi. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi con rồng thứ 3 là con rồng bản lề. Genji đã có 2 rồng nguyên tố. Bước đến con rồng này nếu như họ ăn nó thì họ sẽ tiến rất gần tới với linh hồn rồng công nghệ và Chovy đang có gói hàng.
linh hồn dòng công nghệ, cũng như là sẽ là hai cây đao điện trên người của Pace. Và bên phía của KT Roster họ đang phải tìm đường nếu để làm vào giao tranh. Piosic bắt đầu lao vào nhưng sẽ bị Kenyon đá ra là cái chắc rồi. Hết luôn. Và đây là đi cổng công nghệ con kia bờ tường từ Piosic tung ra chiều trong vì còn gói hàng mà. Và đó là một pha lao vào từ Barrow, không giữ chân được ai cả. Gen G lùi về được hết với con rồng thứ 3 ở trên người. Quá khó dành cho Piosic trong pha này. Barrow cũng đang gặp nguy hiểm, anh ta đang phải chạy. Kenyon đang dí rất sát, sóng âm lần này đã hụt. Boomerang làm chậm, nhưng phía bên này thì Dev đã bị bắt lại. Và Bay là người dứt điểm được Dev. BD buộc phải lướt qua tường. Đội hình của Gen G đang tiếp tục truy đuổi hay không? Không, họ sẽ quay ngược trở về khu vực đường giữa để phá trụ. Vẫn là những pha giao tranh tốt hơn đến từ bên phía của Gen G. Cái sự tập trung của cả KT Roster và Gen G lên khu vực đường trên cũng đang khiến cho chúng ta nhìn nhiều hơn về Perfect và Kin. Nhưng mà hãy nhìn xuống đường dưới đi. Dev đang là một con Smolder 030 KDA. Tốc độ tăng tiến sức mạnh của con Smolder này đang thực sự quá là chậm. Và lượng tài nguyên thì đang nằm trong tay của con Na của Perfect. Và chúng ta thấy rằng là trong cái pha giao tranh này, cái pha giao tranh Perfect cũng thậm chí là còn không đặt được một đòn đánh thường nào vào người đánh phía Gen G nữa. Thì làm sao mà có thể giao tranh được đây? Sau đó là họ bị chia cắt, họ cứ thế ôm nhau lui về. Thì mà lè hèn với một cú tốc biến ma thuật bắt ngay vào anh Alpaca, bắt tiến Alpaca lên bảng điểm số. Có rất nhiều thứ không tốt của KT trong pha vừa rồi. Đầu tiên là Perfect, người cầm rất nhiều tài nguyên của KT, anh ta bước tới pha giao tranh rồng với dạng Natini không một điểm nộ nào hết. Nó không thể là một tiền đề tốt dành cho bên phía của KT. Sau đó tới lượt Dev, trong cái pha mà rõ ràng là đội hình của Genji đã chia hai nửa và có một nửa đội hình của Genji đi thẳng từ khu vực đường giữa vào, nhưng Dev vẫn đi rất là lơ ngơ ra khu vực đường giữa để bị đối phương bắt lại như vậy, thì cũng là sự không tập trung đến từ Dev. Còn chỉ có một điều là tôi đang không chắc lắm là tôi có nên chê Biosic hay không, tại vì nếu như mà con Lee Sin đang tung chân ra mà Maokai W thì có vô hiệu hóa được không ta? Anh Long, cái tầm hoạt động của W Maokai với cái R của Lee Sin thì cái nào dài hơn? Chân của Lee Sin dài hơn hay là cái bụi cây quỷ gì nó dài hơn? Cái tất nhiên là cái pha lao vào của Piosic sẽ là nhỉnh hơn rồi. Nhưng mà tôi không biết là liệu cái hoạt động Piosic có thể outplay được pha đó bằng cách là W vào người của Kenyon đúng không? Tôi không rõ liệu rằng là có cancel được cái cú đá ra hay không. Tức là sau khi mà tung cú đá xong là ý của anh Luân muốn nói là Piosic sẽ bấm cái cú W đó để lao vào luôn và để outplay cái pha đá ra đó. Để outplay pha đó mà không bị đá lên. Vâng, thì tôi đang nghĩ như vậy mà tôi không rõ liệu rằng là có cancel được cái pha đá hay không. Tôi cũng không chắc lắm. Tôi không chắc lắm là điều đó có thể làm được hay không, tức là về mặt lý thuyết có làm được hay không. Kenyon, anh ta vẫn còn đổ lông cước, đã sử dụng nó để đá Perfect ra. Đó là pha xử lý tốt của Kenyon. Đơn giản thôi, anh ta đi bộ vào và anh ta tung ra cho mình chiêu cuối để ngăn cản tình huống ăn rồng tới từ Piosic, rất đơn giản thôi. Thì ok, Genji họ đang vẫn duy trì được cái thế dẫn trước và họ đang tìm cách để có thể shutdown được Perfect hay chăng đây. Tương đối là khó ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu có thể shutdown được con Na này thì coi như ván thi đấu nó cũng sẽ rất là dễ bị trôi khỏi tầm tay của KT Roster. Thực ra mọi thứ vẫn đang khá là cân bằng. Tôi nghĩ rằng cũng chỉ cần một pha giao tranh đẹp thì KT, đội hình của bên phía Genji rất là mỏng manh, thì họ vẫn có thể dứt điểm được một pha giao tranh. Với bên phía bên kia là ba xạ thủ rất là mỏng. Chỉ cần bạn bắt được với một tình huống Na khổng lồ đẹp hoặc là phân chia thiên hạ đẹp thì cái chênh lệch khoảng chừng 3.000 tiền này chưa phải là quá khó đứng trên mắt. Nhưng mà Bay vẫn rất là thoải mái, anh ta vẫn có thể lướt về tường phát về được, thậm chí là đồng đội của anh ta đang tới. Và Genji không gặp một chút xíu nguy hiểm nào trong việc đưa xạ thủ mình về vị trí an toàn. Genji họ đang chờ với cái sự xuất hiện của con rồng thứ tư của ván thiếu này. Và như đã nói, nó sẽ là thêm một cái cây đao điện nữa ở trên người của Jerry trong tay của Base. Cái nguồn sát thương nó sẽ được cộng hưởng lên khá là nhiều cho bên phía của Genji. Bởi vì đội hình của họ đã là một cái đội hình tương đối là khó giao tranh rồi. Nhưng như đã nói, nếu như họ có được cái nguồn sát thương vượt trội thì bắn phát nào đau phát đấy, thì cũng không cần phải có người mở làm gì cả. Bên phía của cái team mà họ lao vào sai một nhịp thôi là họ cũng sẽ tự hủy luôn. Con Smolder của Dev vẫn chưa đạt được cho mình cái ngưỡng sức mạnh cần thiết. Đó là một cái vấn đề mà bên phía KT cần phải quan tâm. Anh ta còn khoảng chừng, tôi nghĩ đó chắc khoảng chừng 3 phút nữa là được. Nhiều khi không tới, cũng khá là gần rồi. Thì đó cũng là một cái điều rất quan trọng mà Genji sẽ phải chú ý. Khi Smolder đạt được ngưỡng sức mạnh của mình thì những phát bắn của nó vào ba xạ thủ bên phía Genji cũng khá là đau, thì cũng sẽ phải yêu cầu rất là nhiều về mặt xử lý giao tranh đến từ bên phía của Genji. Jovi vừa thử liên tục những phát bắn R, BD nãy giờ né tốt, né được 3 phát liên tục và không mất máu, lùi về. Áp lực tới từ Jovi để anh ta có thể dọn cái tơn linh đó, gây sức ép vào cái trụ một đường trên. Sau đó chuẩn bị hội quân thôi, chuẩn bị hội quân rồi. Cái cú dịch chuyển trên người BD có, nhưng BD quyết định là sẽ đi bộ cùng với... Không không,
không phải cùng với ai cả, người ta sẽ quyết định là đi bộ xuống để tập trung lại đội hình ở khu vực hang rồng đấy. Đây con rồng ở bên phía của cái tiêu sơ, họ không được phép bỏ nữa rồi, họ không được phép bỏ con rồng này. Chovy bấm biến trở về nhà và anh ta sẽ dịch chuyển trở lại khu vực hang rồng. Cái tiêu sơ đang là người có lợi thế ở khu vực hang rồng, họ đang là người mở rồng trước. Chovy đang đứng đợi, anh ta lấy gói hàng canh nhanh từ phía trên, anh ta lao xuống bắt con rồng rất nhẹ nhàng. Linh hồn rồng công nghệ sẽ là lợi thế lớn dành cho Genji. Chovy đang cầm gói hàng tới, những phát đạn của anh ta bắt đầu phát huy tác dụng. Rất nhiều máu bị mất từ KT và họ đang phải lui. Genji đang chờ đợi. Cú nổ long trước đưa Billy vào thẳng họng súng của Bay. Và Bay không gặp khó khăn trong pha dứt điểm. Sau đó Chovy lao thẳng vào với gói hàng, giữ chân ba thành viên của đối phương lại. Anh ta tốc biến né không bơ phát. Bay đang tràn tới, nhưng đội hình của KT đã tạm thời lui về được. Tuy nhiên đó cũng đã có thể là dấu chấm hết cho KT rồi. Đó là một màn trình diễn Lee Sin cực kỳ uy tín của Canyon với cái pha xử lý vừa rồi. Và chúng ta thấy rằng là ngay khi mà một trong những đầu tàu về khả năng make play cũng như là nguồn sát thương cần thiết của phía KT không còn nữa, họ buộc phải lui về thôi. Họ vẫn đang chờ đợi con Smolder của Dev mà. Còn tình huống này, 520 Canyon máu. Rất đơn giản ăn được cho mình con rồng và sau đó là những cú tên lửa cực kỳ là thấm của Chovy và BD. Anh ta đang chờ, anh ta chờ một cái nhịp mà bên phía của Genji lao vào thì anh ta mới gọi lính cắt để anh ta lùi về. Nhưng mà anh ta không nhận thấy rằng là Kenji đang đứng đằng sau lưng và ngay lập tức bị nộ long cước về bên giữa ba xạ thủ của Genji đang đứng chờ sẵn. Chúng ta phải liên tục nói về chất lượng con người của Genji trong trận đấu này. Từ macro hơn so với đối phương ở trong ván đấu thứ nhất đến việc triển khai những cái đội hình cực kỳ khó về mặt giao tranh, nhưng mà họ không bị lỗi về mặt kỹ năng, vẫn có thể giải quyết được nó. Để rồi giờ đây thì đã tạo được một cái lợi thế, nhưng họ vẫn sẽ cần phải có thêm một mục tiêu nữa để có thể dứt điểm. Con mắt mà bên phía của KT đang có trong hang Baron nó đang bị khuất tường, cho nên là Genji chưa phá được nó, vẫn có khá nhiều thông tin dành cho KT nếu như bên phía Genji hang Baron. Kim có dịch chuyển trong tình huống này và anh ta đang là người được cử đi đẩy lẻ, và các thành viên còn lại của Genji sẽ là người rồi. Kiểm soát trong khu vực hang Baron đã biết được rằng có con mắt rồi, và bên phía của Genji họ cũng sẽ đơn giản họ di chuyển và họ phá mà thôi. Cái Tiruster thì họ cũng sẽ vẫn cần phải tập trung người lại ở đây. Họ không thể để bất cứ ai đi lẻ được bởi vì nguồn sát thương của phía Genji đã bắt đầu có. Chovy đã có cho mình 3 món trang bị lớn rồi. Kin thì tốc độ Endor vẫn đang hơi chậm, nhưng mà Chovy và Paige thì đang rất là khỏe. Và Pilsic, ấy thử nghiệm à. Pilsic lao vào người của Paige nhưng mà Paige không ngại gì cả. Pilsic mất nửa cây máu một cách rất là nhanh chóng và buộc sẽ phải lui về thôi. Đó là một con Zeri 4 mạng và 3 món trang bị lớn thì Maokai hơi bị yếu, Pilsic sẽ không thể nào chịu nổi một vài phát bắn. Đó là Zeri còn chưa bắt đầu tích sức mạnh bằng cái nội tại cũng như là cái việc bật điện năng điểm lên nữa kìa, mà cảm thấy là bắn thốn lắm rồi. Canyon thì nãy giờ múa liên tục nhưng mà vừa rồi anh ta chưa kịp có góc để đá. Lehen lao vào ép tốc biển của đối phương, Pilsic thả quyền lực thiên nhiên ra để cầm chân bên phía Genji lại mà thôi, chứ họ không thể phản công. Đội hình của KT vừa mất khá nhiều tài nguyên và sau đó một pha quay lại lần nữa. Lần này Lehen đã bị Barrel độc não được, né được tình huống móc Monel. Phía bên này thì Buffett và Kin lại chuẩn bị va chạm, nhưng mà Kin đã rút kinh nghiệm, anh ta không chơi tay bò với Buffett nữa. Cái nguồn sức mạnh của Dev đâu, để xem nào, để chờ khi mà camera của LCK clear vào để xem liệu rằng là đã đạt ngưỡng chưa. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì đã tích được cho mình đủ stack rồi. Đủ rồi. Đây sẽ là một cái khoảng thời điểm vô cùng là quan trọng dành cho bên phía KT Roster. Mặc dù là trang bị thì có thể bị thua thiệt nhưng nguồn sát thương của Dev vẫn sẽ là có. Và hai bên vẫn đang cố gắng găm ghè nhau ở khu vực hang Baron. Chưa ai có cơ sở để lao vào. Bên phía Genji họ biết rằng là họ có cái nguồn sát thương nhỉnh hơn, nhưng họ không có một công cụ cụ thể để có thể mở giao tranh. Và Base trở về nhà đóng cho mình cái sắp tay Seeker rất là cẩn trọng chứ. Đây sẽ là rất là chắc chắn là sẽ là hạn chế được cái nguồn sát thương vật lý từ bên phía KT Roster. Anh ta biết rằng chỉ cần một pha giao tranh nữa thôi là có thể dứt điểm ván đấu rồi và cả trận đấu, cho nên là anh ta đầu tư giáp tay Seeker với Zeri tôi nghĩ nó không phải là vấn đề quá lớn. Thì chỉ cần xong pha giao tranh này và có được Baron thì sau đó thì cái việc nâng cấp của giáp tay Seeker này lên không, tôi nghĩ cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cái khoảng cách nó sẽ là quá lớn. Vấn đề là bây giờ cơ hội cuối cùng của bên phía KT Roster, Pilsic, đây là bản đồ rồng công nghệ, tức là anh ta sẽ có cách để đổi góc tiếp cận Baron. Nhưng móc Monel đã trúng, vừa nhắc tên xong thì Pilsic bị một sải. Dev bắn được hay không? BD vẫn đang xỉa và có được điểm ba gục phân chia thiên hạ đẩy Canyon về. Canyon bị bắn liên tục bởi Dev và Dev đã có khả năng dứt điểm. Ở ta vẫn đang giữ vị trí tốt. Kim bắt buộc phải nhảy về nhưng Bay vẫn còn đầy máu. Chovy cũng còn khá nhiều máu. Perfect đã bị kẹt, anh ta không còn tốc biến nữa và sẽ kẹt lại dưới họng súng của ba xạ thủ nhà Genji.
Người đến sau là Kin, mặc dù nguồn sát thương của anh ta có thể không nhiều nhưng ngay lập tức là dồn cho Dep chỉ còn khoảng tầm 1/4 cây máu thôi và đẩy được Dep ra khỏi pha giao tranh đó. Cái sức chống chịu của các thành viên bên phía của Gen.G cũng đang là tương đối là ổn nhá, bởi vì là KT họ đang bị rất là thiếu sát thương. Họ không có nguồn sát thương dứt điểm trong cái pha này. Và đó là một cái lách nhẹ của Barrel để cho Music là người dính cú kéo. Ui trời ơi, thân thiết quá mà. Anh em thân nhau lắm. Music đỡ hộ anh Barrel một chén. Nhưng mà tại vì Canyon cũng nằm luôn cho nên là bên phía Gen.G vẫn chưa thể dứt điểm Baron đúng không? Chưa ăn được. Rồi, Baron vẫn còn y nguyên. Nhưng bây giờ thì cả 10 thành viên ở trên bản đồ đều đang có mặt rồi. Và bên phía của Gen.G họ sẽ chờ đợi điều gì đây? Họ sẽ lao vào con Baron hay là họ sẽ chờ đợi rồng ngàn tuổi? Baron là điểm đến trước với Chovy cùng gói hàng. Và cơ sở nào cho KT Rooster lao vào họ không có. Ta xả thủ ăn rất nhanh. Và họ đang, xin lỗi là KT Rooster thì họ đang phải chuyển dịch cái sự chú ý của mình xuống khu vực nửa dưới để kiểm soát cái con rồng ngàn tuổi này. Họ không thể lao vào giao tranh được. Bây giờ họ sẽ phải chờ đợi trở về nhà tới từ Kin, và tôi tin rằng là Kin đã hoàn thành xong mình món đồ thứ ba rồi. Và khi mà quay ngược trở lại bằng cổng công nghệ thì sẽ là chuẩn bị setup giao tranh từ bên phía của Gen.G cũng như là KT Rooster. Nếu như bằng một cách kỳ diệu nào đó KT có được con rồng ngàn tuổi thì có thể họ sẽ có một chút xíu hy vọng. Nhưng trước hết họ sẽ phải đối mặt với một Canyon và Chovy đang đổi góc liên tục, là những tình huống xử lý kỹ năng định hướng rất áp lực đến từ Chovy, nhưng nó chưa thực sự hiệu quả lắm. Gói hàng đã được kích hoạt, Perfect chuẩn bị hóa na khổng lồ. Đây là cơ hội cuối dành cho KT để đẩy Gen.G tới với bán đấu thứ ba. Nhưng Bay đang lựa góc, Canyon sóng âm hụt. Perfect đang bị đối phương cố gắng nhây để hết na khổng lồ. Móc Monel được tung ra luôn, tung vào con na này và nó bị hủy diệt quá nhanh. Bay lại là người có mạng và ta kích giáp tay Seeker khi Bero lao vào. Vẫn bị làm choáng nhưng có thanh tẩy. Xạ thủ nha Gen.G xử lý quá hay trong pha giao tranh và không có bất kỳ cơ hội nào cả. Ôi! Thiên Hà rất đẹp nhưng chỉ là khiến Dep nằm xuống nhanh hơn mà thôi. Mọi thứ đã chấm dứt, cổng công nghệ được kích hoạt và Chovy chặn đường về của BDD, sóng âm vồn cước dứt điểm. Pha giao tranh quét sạch cho Gen.G và họ lấy lại đủ đúng tỷ số như trận lượt đi. Gen.G thắng 2-0. Gen.G rất đơn giản trong pha giao tranh vừa rồi mà thôi, bởi vì họ có nguồn sát thương nhỉnh hơn rất là nhiều. Và họ rất biết cách để có thể khiến cho bên phía của KT Rooster bị chia cắt đội hình. Perfect chống chịu không có nổi trước những cú bắn rất chất lượng từ con Corki trong tay của Chovy. Và ôi giời, chắc cú vậy, về rồng ngàn tuổi luôn rồi. Ui, đánh vậy chịu ơi, Gen.G ngày hôm nay là rõ ràng là họ cứ thắng đi đã, chậm tí không sao. Họ thấy rằng đối phương đã hồi sinh và thế là họ ra hoàng rồng ngàn tuổi. Baron bao play vẫn là 5.000 tiền. Một con Baron rất có lời dành cho bên phía của Gen.G Esports. Ở bán đấu trước thì chúng ta có cái kỷ lục của Gen.G ở trong cặp BO3 này là 4.000. Với Baron Power Play lần này là còn khủng khiếp hơn là 5.000. Đây, nó nhìn Perfect này, Perfect ăn những cú R của Chovy quá là đau. Ăn nhiều quá. Ở bên phía bên kia thì Music bị khép góc toàn bộ ra khỏi giao tranh. Kin là người nằm xuống nhưng đó là sự hy sinh cần thiết. Còn Billy đẩy ba người về phía Dep. Và tôi xong, Dep làm sao bắn nổi đây, sát thương chưa có đủ. Và đó phải nói là bên phía Gen.G ngày hôm nay thực sự là họ trọn vẹn cả macro lẫn micro là xử lý kỹ năng luôn. Những pha giao tranh với đội hình rất là khó nhưng họ vẫn làm thành công. Cái tình huống mà họ tính toán sát thương để họ dồn hết tất cả mọi thứ vào Perfect. Pha đó là chỉ cần Kin với lại Bay, hai người. Bay lướt qua tường từ hang rồng ra, họ dồn CC, Perfect đang bị làm choáng nên họ dứt điểm được con Na đó luôn. Thì thật sự là một ngày thi đấu Gen.G đánh như thế này thì KT thật sự không thể nào có được một cái kết quả có lợi được. Mặc dù đã có một số nỗ lực trong ván đấu thứ hai nhưng đành phải chấp nhận tỷ số 0-2 mà thôi. 12.000 vàng chênh lệch ở thời điểm hiện tại dành cho bên phía của Gen.G rồi. Rất là khó để cho KT Rooster tìm được điểm sáng. Họ cũng đã có thể có điểm sáng, khóa được vị trí của con Tristana trong tay của Kin. Nhưng mà đáng tiếc rằng ngay khi mà Canyon chuyển dịch cái sự chú ý của mình xuống nửa dưới thì Gen.G đã thành công. Corki cùng với cả Jerry đang rất là khỏe dành cho bên phía của Gen.G Esports và họ đang đẩy vào với không có bùa lợi Baron, nhưng mà cái sức đẩy của họ đang tương đối tốt. Kin với tốc độ phá trụ nhanh, anh ta sẽ bắt đầu gây áp lực vào trụ một khu vực siêu đoạn trụ bậc thềm khu vực đường giữa. Perfect đang bị bắn khá là đau, vẫn còn rồng ngàn tuổi 50 giây nữa trên người các thành viên Gen.G và họ đang rất là cẩn trọng. Pha đẩy thủ tục thôi đến từ bên phía của Gen.G với chênh lệch 13.000 14.000 tiền như thế này thì không khó để cho họ cứ đi bộ thẳng vào. Dep quyết định gọi mẹ ra để giải quyết lính nhưng vẫn có một con xe.
một con xe là quá đủ để cho đội hình ba xạ thủ của bên phía Genji. Họ chỉ cần hai xạ thủ ở cánh trên thôi, đã lấy được cái trụ thứ ba và cả nhà lính nữa, sau đó chuyển hướng sang khu vực đường giữa. Ui, lượng chống chịu đến từ KT không thể nào chịu nổi trước cái lượng tiền mà Châu Vi đang cầm. Và Bay Jerry 90915 với lượng trang bị như thế này, Genji từ tốn phá cả ba nhà lính cho nó cũ chắc. Sau đó là đợi lính vào thôi. Châu Vi đang đứng rất là xa, anh ta đang chờ, và anh ta cũng đang đề phòng cái trường hợp là Perfect với con Na khổng lồ sẽ lao ra và sẽ cần phải có những tình huống bắn chiêu cuối chính xác tới từ Châu Vi như pha vừa rồi. Pha tương tự cũng là như vậy và sẽ là nốt một cái đợt tính ở khu vực đường dưới với cái đĩa mặt trời này bị phá hủy rất là cẩn trọng. Nạn nhân bị dính cú móc mỏ neo là Barrow mất 1/4 cây máu tương đối là nhanh. Canyon sẽ lui ra được trước sát thương của Dep. Genji đang rất là kỹ từng tình huống một. Họ biết là bên kia cũng có một con Smolder đã tích đủ sức mạnh, cho nên nếu như họ lơi lỏng trong pha đẩy thì khả năng dứt điểm nhanh của Smolder có thể khiến cho họ gặp khó. Họ cứ từ từ đã, cứ từ từ ba đợt lính siêu cấp tiến vào, mọi thứ đã ở ngay trước mắt, chỉ cần họ không phạm sai lầm thì sẽ dứt điểm xong được ván đấu thứ hai này cũng là trận đấu mà thôi. Đội hình của KT đang nỗ lực dùng tất cả mọi thứ mình có để có thể phá lính, và có vẻ như Smolder với lại Azir đang phá lính rất là tốt. Genji đi về để chờ con rồng. Con Baron tiếp theo là 40 mấy giây à. Ok, chờ thêm con Baron nữa. Cái khả năng phòng ngự của bên phía KT Roster vẫn là tương đối tốt và họ vẫn đang vô cùng là bản lĩnh. Họ không muốn để cho cái ván thiếu thứ hai này nó dễ dàng trôi qua như vậy. Đang muốn trèo kéo và họ đang chờ cái khoảng thời điểm mà khi mà Dep bắt đầu đạt được thêm những ngưỡng trang bị là thứ tư và có thêm stack nữa, bây giờ là 337 stack tới từ con Smolder của Dep. Thế là tương đối ổn rồi, nhưng quan trọng là phải bi được bằng so với cả sát thương mà bên Genji có nha. Genji họ không có được một con tướng chống chịu nào quá là cứng cáp giống như cách mà KT Roster họ đang có với vừa Rell, vừa Maokai, vừa Na. Nhưng sát thương của họ là nhỉnh hơn cực kỳ nhiều. Baron còn đúng một giây nữa sẽ ra. Lúc này thì bên phía KT họ không có nhiều tầm nhìn lắm, nhưng mà họ có những cái cổng công nghệ, nếu như cần có thể dùng để đổi góc. Barrow đang đi thẳng vào khu vực hang Baron, cắm mắt. Và hãy cẩn thận nha, hãy cẩn thận những pha dịch chuyển để phá nhà. Nhưng Châu Vi đã dịch chuyển thẳng xuống sông gần khu vực Baron để giao tranh. Đội hình Genji đang chia ra với Kin ở cánh trên, nhưng mà đội hình với nhiều xạ thủ thì cũng chưa chắc chắn lắm về việc điều xiết bắt buộc phải tốc biến. Anh ta né khỏi tình huống điện giật làm chậm đến từ Bay, nhưng Canyon vẫn đang lao theo sóng âm đã hụt. Biosix đã về rất gần với đồng đội của mình, bật luôn chiêu cuối. Những phát bắn quá chất lượng đến từ Bay, Biosix đã bị cô lập. Nhưng Barrow đã lao ra mở rất tốt, nhưng không ai dám lên cả, chỉ có Dep gọi mẹ hỗ trợ mà thôi. Thảm lửa cực kỳ đẹp của Châu Vi vô hiệu hóa BD, phân chia tay hạ được kích hoạt. Ui, và Dep đã gục ngã, anh ta không kịp dứt điểm ai cả. Na khổng lồ của Perfect nhưng không làm choáng trúng ai, một mình anh ta còn lại dính một móc mỏ neo làm choáng được Canyon. Nhưng Kim đi thẳng nhau, đã đánh AD đường trên còn đi vào phá nhà nữa, đứng nhấp nhấp trước mặt nhà chính của đối phương. Kin nhây trước KT, rất tiếc cho KT, tỷ số vẫn là 0-2, họ thua trước Genji. Và sau cùng thì Paige vẫn có cho mình cái điểm hạ gục thứ 11 để mang về cú quét sạch. Và đó là một chiến thắng vô cùng tuyệt vời của Genji để họ có được chiến thắng tiếp theo của mình và giữ được lại cái thế ở trong cái cuộc đua ngôi vị đầu bảng trước T1. Vô cùng tuyệt vời và xin chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Kim với một cái màn trình diễn gần như không có vết xước trong ngày hôm nay. Một màn trình diễn mà Genji đã làm được những gì mà họ tuyên bố họ muốn phục thù KT sau trận thua ở lượt đi. Họ là đội, KT là đội duy nhất thắng được Genji ở trong giai đoạn lượt đi, cho nên chúng ta hiểu rõ được cái quyết tâm giành thắng lợi của Genji ngày hôm nay. Và khi họ quyết tâm, họ đã làm được điều đó. Xin chúc mừng Genji với một thắng lợi nữa. Ở thời điểm hiện tại thì cả Genji lẫn T1 đều đã chắc chắn 100% có mặt tại vòng playoff sau ngày thi đấu hôm nay. Vấn đề chỉ là cái thứ hạng của họ như thế nào để chúng ta có thể tính đến cái chuyện là chọn đối thủ ở trong giai đoạn playoff mà thôi. Còn ngày hôm nay thì chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bạn dành cho LCK Tiếng Việt. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.